kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Trong chuyên mục hôm nay, trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin, tiếp đó là phóng sự, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhờ ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất than sinh học, chăm sóc cây trồng. Trong tiểu mục mắt nhỏ, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những lưu ý khi sản xuất than sinh học. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Trạm Khuyến Nông huyện Đồng Hỷ vừa qua đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong ghép cải tạo cây nhãn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2013-2015. Sau 3 năm triển khai, dự án đã đào tạo được 40 hộ nông dân trở thành kỹ thuật viên ghép cây. Đã ghép thành công và được nghiệm thu là 48.000 mắt ghép với tỷ lệ mắt ghép sống là 74,8%, tương đương 800 cây hay 2 hectare nhãn được ghép. Vườn nhãn được cải tạo chỉ sau 1 năm ghép cây đã bói quả, năm thứ 2 bắt đầu cho thu hoạch. Năng suất nhãn ghép ước đạt từ 35 đến 40 kg một cây, tương đương từ 14 đến 18 tấn một hectare. Nhãn PHM99 1.1 cho quả to, cùi dày, độ ngọt vừa phải được người tiêu dùng ưa chuộng. Với giá bán 25.000 đồng một kg, một hectare nhãn chín muộn, người dân thu lãi khoảng 52,2 triệu đồng, cao hơn nhãn địa phương 10 triệu đồng. Mặt khác, giống nhãn chín muộn có ưu điểm là thời gian cho thu hoạch kéo dài từ 30 đến 35 ngày, ít ra quả cách năm so với nhãn chín sớm và nhãn chính vụ đang được trồng phổ biến tại địa phương, vì thế sẽ cho thu hoạch đều hơn trong các năm. Qua hai giai đoạn triển khai dự án, ứng dụng khoa học và công nghệ trong ghép cải tạo cây nhãn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã giúp các hộ dân nắm vững kỹ thuật cải tạo và chăm sóc nhãn, nâng cao trình độ thâm canh cây ăn quả, tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn huyện đã ghép tổng số được trên 150.000 mắt ghép. Vườn nhãn được cải tạo đã góp phần tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra dự án ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất thức ăn viên cho cá tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Đến thời điểm kiểm tra, ban chủ nhiệm dự án đã tiếp nhận chuyển giao và nắm chắc được 5 quy trình công nghệ sản xuất thức ăn viên cho cá, từ khâu chuẩn bị các loại nguyên liệu, tuyển chọn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn đến việc xây dựng công thức thức ăn cho từng quy trình, các công đoạn sản xuất, bảo quản. Dự án đã sản xuất thử được 42,5 tấn thức ăn cho cá dạng viên nổi. Lượng thức ăn này vừa dùng cho 5 mô hình nuôi khảo nghiệm của dự án, vừa dùng để giới thiệu ra thị trường. Cụ thể, 7,5 tấn thức ăn viên nuôi cá hương NL1, 8,75 tấn thức ăn viên nuôi cá rô vi, cá chép giai đoạn nuôi thương phẩm NN2.1 có bổ sung enzymes, 8,75 tấn thức ăn viên nuôi cá rô phi, cá chép giai đoạn nuôi thương phẩm NL2.2 không bổ sung enzymes, 8,75 tấn thức ăn viên nuôi cá chấm đen giai đoạn nuôi thương phẩm NL3.1 có bổ sung enzymes và 8,75 tấn thức ăn viên nuôi cá chấm đen giai đoạn nuôi thương phẩm NL3.2 không bổ sung enzymes. Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho thấy, dự án đã hoàn thiện được dây chuyền và làm chủ được quy trình công nghệ để đưa vào vận hành sản xuất ra thức ăn viên cho cá, xây dựng được các mô hình nuôi khảo nghiệm đạt yêu cầu và đánh giá ban đầu sẽ đạt kết quả tốt. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị ban chủ nhiệm dự án cần ứng dụng tốt quy trình công nghệ sản xuất thức ăn viên cho cá, tiến hành nghiên cứu kiểm nghiệm sản phẩm, kết hợp với theo dõi chi tiết và đánh giá kết quả 5 mô hình nuôi khảo nghiệm để hoàn thiện được các quy trình phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục theo dõi các mô hình nuôi khảo nghiệm, đánh giá để có những kết luận, khuyến cáo cụ thể. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phòng bệnh tai xanh hiệu quả ở tỉnh Thái Nguyên do Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Dự án đã được triển khai tại các gia trại hộ gia đình chăn nuôi lợn ở 3 huyện thành là Phú Lương, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Từ tháng 6 2014 đến nay, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành tiêm thử nghiệm 3 loại vaccine phòng bệnh tai xanh của Tây Ban Nha, Singapore và Trung Quốc cho các đàn lợn của mô hình. Cùng với đó là lấy mẫu huyết thanh của các đàn lợn chưa được tiêm để có thể xác định được tỷ lệ mang virus PRRS trên các đàn lợn trước và sau khi tiêm phòng. Từ các kết quả thông qua mẫu phân tích của các đàn lợn, đơn vị thực hiện dự án sẽ đưa ra các khuyến cáo sử dụng loại vaccine có khả năng bảo hộ cao nhất trong phòng bệnh tai xanh cho đàn lợn nuôi tại các địa phương. Cùng với đó là xác định một số đặc điểm dịch tễ về bệnh tai xanh ở lợn. Đây cũng là cơ sở cho việc đề ra các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình của dự án cho thấy, đơn vị chủ trì đã thực hiện đúng tiến độ các nội dung đã được phê duyệt. Thưa
quý vị và các bạn nhằm hỗ trợ cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp cận những nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Từ năm 2014, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã thí điểm triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải rắn hầm biogas và ứng dụng cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng tỉnh Thái Nguyên. Sau hơn một năm triển khai, dự án đã thu được một số kết quả. Dự án đã thí điểm triển khai mô hình sản xuất than sinh học tại hai xã của huyện Phổ Yên là Thành Công và xã Hồng Tiến. Tại các mô hình thí điểm triển khai, đơn vị thực hiện đề tài đã giới thiệu những ứng dụng vượt trội của than sinh học dùng để bón cây, cải tạo đất, cũng như tổ chức các chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật đốt phụ phẩm nông nghiệp, chất thải rắn hầm biogas và trang bị cho nông dân mỗi xã một lò đốt than sinh học để chủ động phục vụ sản xuất tại địa phương. Nghiên cứu than sinh học để ứng dụng trong nông nghiệp ấy, thì viện đã nghiên cứu tương đối lâu và có cái sự hợp tác nghiên cứu của quốc tế, các tổ chức quốc tế, ví dụ như của KE, của trường Đại học Nông nghiệp của Úc, rồi của Thụy Điển. Thì đồng thời là trong cái quá trình nghiên cứu đó thì chúng ta thấy có hiệu quả, vì vậy cho nên hiện nay hướng của viện là hướng tới nghiên cứu cái thứ nhất đó là cái hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn, phù hợp với từng cái địa phương trong cái quá trình sản xuất than sinh học, vừa đạt hiệu quả than sao cao và đồng thời là tiết kiệm được một cái nguyên liệu để giảm thiểu môi trường. Do được tập huấn, trang bị kỹ năng và trực tiếp thực nghiệm đối chiếu tại các diện tích sản xuất khác nhau của cùng cây trồng, nên người dân đã có những nhìn nhận đánh giá cụ thể đối với hiệu quả của việc sử dụng than sinh học bón cho cây. Tại khu vực trồng chè và cây lúa được đưa vào thử nghiệm cho thấy, bón than sinh học kết hợp với phân hóa học làm tăng năng suất từ 11 đến 22% so với đối chứng. Khi ủ than sinh học trộn với phân chuồng, bón kết hợp với phân khoáng, năng suất tăng từ 23 đến 32% so với đối chứng. Đánh giá về cái than sinh học này thì trước mắt thì nhìn thấy là một là cái hiệu quả, hai là cái năng suất, ba là cái chất lượng và bốn là cái tiết kiệm cho bà con nông dân. Đấy, mà còn thêm việc nữa là giải quyết được một phần của cái ô nhiễm môi trường. Bởi vì nếu mà đốt cả một đống giống kia thì hàng xóm láng giềng này lại bị ngửi mùi khói. Hai nữa nếu mà đổ không ra đường kia thì đến lúc đó thối thì lại ô nhiễm môi trường. Trong những cái ô nhà tôi cấy đấy là rất là đẹp. Đẹp ngang mới để, coi như là cái ô ấy là đẹp ngang mới để tra lửa phân nửa than đấy. Thế còn cái đằng mà không than không phân thì lại kém hẳn đi. Việc thí điểm mô hình đã giúp người dân nhận thức rõ được giá trị của than sinh học mang lại. So với cách đốt than trước kia, than sinh học được sản xuất từ những nguyên liệu hữu cơ sẵn có tại vùng nông thôn như rơm, cành, lá cây khô, chất thải chăn nuôi. Qua quá trình nhiệt phân trong điều kiện thiếu hoặc không có không khí tạo nên, do vậy hạn chế tối đa sự hình thành khí thải gây hại tới môi trường như lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit, carbon dioxit, carbon monoxit, nitơ oxit, metan, benzen và các hợp chất hữu cơ nhân thơm rất độc hại và có khả năng gây ung thư. Thay vào đó, khi nhiệt phân, về cơ bản sẽ giữ lại lượng carbon, nitơ và một số hợp chất có ích, có khả năng thay thế phân bón cho cây trồng. Tiếp theo chương trình trong tiểu mục Mắt Nhỏ, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những lưu ý khi sản xuất than sinh học. Thông thường, cái quá trình đốt thì kéo dài từ 3 tiếng đến khoảng 4 tiếng. Sau khi thử bằng cách là cắm các cái que thăm, khi mà que thăm cháy hết thì coi như là cái mẻ than đã được. Và sau khi đợi khoảng từ 20 đến 30 phút, mình sẽ lấy than bằng cách là nghiêng lò ra và dùng bàn cào và cào than. Cào than ra rồi thì mình lập tức là lấy ô già để mình tưới luôn cho than, để mình hạn chế cái việc than tiếp tục cháy sau khi ra lò. Và để đảm bảo cho cái than này tắt hoàn toàn thì lúc đó quy trình coi như là đã hoàn thành. Qua tiểu mục Mách Nhỏ vừa rồi, chắc hẳn quý vị và các bạn đã biết được những lưu ý khi sản xuất than sinh học. Chương trình Khoa học và Công nghệ do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp thực hiện xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.